Sara là các nàng tiên mây và nước trong chuyện kể dân gian. Qua điệu múa, người dân Campuchia muốn nói lên ước mong về một cuộc sống thanh bình, thịnh vượng, ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước, thần thánh và công đức của những người xưa, đưa hình ảnh đất nước Campuchia đến gần hơn với các nước láng giềng. Và ngay sau đây, xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức điệu múa đẹp sao đất nước Campuchia do các em học sinh nước Campuchia đang học tập tại trường cao đẳng Thái Nguyên thể hiện. Come on, keep going, no bones, my son, my neck, my knee.